Truyền hình Thông tấn xin kính mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thời sự tổng hợp. Trước hết là phần điểm những tin chính sẽ có trong chương trình. Tiếp tục ngày làm việc thứ 5 kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa 13, sáng ngày 25 tháng 5, các đại biểu Quốc hội làm việc tại hội trường thảo luận về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo luật giáo dục đại học. Buổi chiều Quốc hội tiếp tục thảo luận tại hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo luật công đoàn sửa đổi. Ngày 25 tháng 5, Nghị định số 24/2012/NĐ-CP về quản lý hoạt động kinh doanh vàng chính thức có hiệu lực. Ghi nhận của phóng viên truyền hình Thông tấn tại phố Trần Nhân Tông, con phố chuyên kinh doanh vàng tại Hà Nội cho thấy thị trường vàng vẫn chưa có gì thay đổi. Ngày 25 tháng 5, Hội nghị quan chức cấp cao ASEAN Cộng 3 đã khai mạc tại thủ đô Phnom Penh của Campuchia với mục đích tăng cường hợp tác giữa các thành viên Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN với các đối tác đối thoại là Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc. Các nội dung quan trọng trong chương trình nghị sự bao gồm việc thực hiện kế hoạch hành động ASEAN Cộng 3, kết nối ASEAN Cộng 3, thỏa thuận đa phương hóa sáng kiến Chiang Mai, chuẩn bị cho hội nghị ngoại trưởng ASEAN Cộng 3 và hội nghị thượng đỉnh ASEAN lần thứ 21 cùng các hội nghị thượng đỉnh liên quan. Ngày 24 tháng 5, vòng đàm phán giữa Iran và nhóm P5 cộng 1 gồm 5 ủy viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc cùng với Đức đã kết thúc sau 2 ngày thảo luận mà không đạt được bước đột phá nào. Tuy nhiên, hai bên nhất trí sẽ gặp lại nhau trong 2 ngày 18-19 tháng 6 tới tại thủ đô Moscow của Nga. Thưa quý vị và các bạn, tiếp tục ngày làm việc thứ 5 kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa 13, sáng 25 tháng 5, các đại biểu Quốc hội làm việc tại hội trường thảo luận về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo luật giáo dục đại học. Buổi chiều Quốc hội tiếp tục thảo luận tại hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo luật công đoàn sửa đổi. Báo cáo của Ủy ban Thường vụ Quốc hội giải trình tiếp thu chỉnh lý dự thảo luật giáo dục đại học đã nêu lên những nội dung của các đại biểu quan tâm trong dự thảo luật giáo dục đại học bao gồm mô hình hệ thống, cơ cấu tổ chức và phân tầng cơ sở giáo dục đại học, quyền tự chủ của cơ sở giáo dục đại học, vấn đề xã hội hóa và tài chính, tài sản của cơ sở giáo dục đại học, bảo đảm chất lượng và kiểm định chất lượng giáo dục đại học, hợp tác quốc tế và một số vấn đề khác. Thảo luận về nội dung dự thảo luật, đa số ý kiến của đại biểu Quốc hội tán thành với sự cần thiết, quan điểm và mục tiêu xây dựng luật giáo dục đại học. Các ý kiến đều bày tỏ sự ủng hộ thông qua dự thảo luật tại kỳ họp này. Quy định như dự thảo luật thì tôi nhận thấy là sẽ giúp cho các hội đồng hoạt động nề nếp, khắc phục được những bất cập trước đây. Và có quy định như vậy thì cũng sẽ góp phần làm cho hệ thống giáo dục đại học của nước ta hoạt động một cách lành mạnh, công khai, có tính tự chủ cao và tính chịu trách nhiệm trước xã hội về hoạt động của các cơ sở giáo dục đại học. Tuy nhiên, để hội đồng trường, hội đồng quản trị ở các cơ sở giáo dục đại học hoạt động đảm bảo có chất lượng, có hiệu quả, thì tôi đề nghị Bộ Giáo dục Đào tạo cũng cần có quy định hướng dẫn tổ chức thực hiện một cách chi tiết, dễ nhận biết, dễ hiểu, dễ thực hiện, gắn trách nhiệm quyền hạn và quyền lợi một cách cụ thể đối với từng đối tượng trong hội đồng. Nội dung xã hội hóa giáo dục cũng nhận được sự quan tâm của nhiều đại biểu Quốc hội. Về kiểm định chất lượng giáo dục đại học, tôi cho rằng đây là một vấn đề mới của giáo dục đại học. Dự thảo luật đã có hẳn một chương là chương 7 có 5 điều, từ điều 50 điều đến điều 54 đã quy định về kiểm định chất lượng. Cơ bản đã chỉ rõ về trách nhiệm của các cơ sở giáo dục đại học và trách nhiệm của tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục đại học. Tuy nhiên, để tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục đại học thực hiện tốt và có cơ sở pháp lý, tôi đề nghị ban soạn thảo cần nghiên cứu bổ sung thêm một điều quy định về cơ cấu, tổ chức, chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của tổ chức kiểm định chất lượng. Buổi chiều Quốc hội tiếp tục thảo luận tại hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo luật công đoàn sửa đổi. Báo cáo giải trình tiếp thu chỉnh lý dự thảo luật công đoàn sửa đổi nêu rõ những điểm còn nhiều ý kiến khác nhau về địa vị pháp lý của công đoàn, về quyền gia nhập và hoạt động công đoàn của lao động là người nước ngoài, về hệ thống tổ chức và tên gọi của công đoàn các cấp, về tài chính công đoàn, bảo đảm cho cán bộ công đoàn. Với vai trò là đại diện thì công đoàn đã đang thể làm tốt cái cầu nối giữa giai cấp công nhân với đảng và là chỗ dựa tin cậy của nhà nước, và tích cực tham gia vào cái việc giải quyết các vấn đề thiết thực có liên quan đến đời sống công nhân, viên chức, lao động, tự nhiên tăng trưởng kinh tế gắn với tiến bộ xã hội và công bằng xã hội, bảo đảm quá trình hội nhập ở Việt Nam đi đúng định hướng xã hội chủ nghĩa. Đảng ta đã khẳng định công đoàn Việt Nam là thành viên của hệ thống chính trị, là cầu nối giữa quần chúng với đảng. Vì vậy, chúng tôi cho rằng
Công đoàn Việt Nam phải là người đại diện duy nhất thì mới thực hiện được cái vai trò cầu nối mà lịch sử giao phó. Do đó, tôi tán thành với những ý kiến tiếp thu giải trình của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và các nội dung đã được chỉnh lý, nhất trí như điều 1 của dự thảo mới nhất. Theo đó, công đoàn là tổ chức chính trị xã hội rộng lớn của giai cấp công nhân và người lao động, được thành lập trên cơ sở tự nguyện, là thành viên trong hệ thống chính trị xã hội Việt Nam, đại diện cho cán bộ, công nhân, viên chức, công nhân và những người lao động khác. Nhiều ý kiến tán thành quy định của dự thảo luật trình Quốc hội về nguồn thu của công đoàn quy định mức đóng bằng 2% tổng quỹ lương thực trả cho người lao động. Trong dự thảo luật đề nghị là thu mức kinh phí là 2% quỹ lương thực trả, mà nếu thu kinh phí 2% mức lương đóng bảo hiểm xã hội thì hoạt động của công đoàn rất khó khăn. Như vậy thì cũng phù hợp với mức đóng góp của người thu nhập, người có thu nhập cao thì đóng góp cao và người có thu nhập thấp thì đóng góp thấp. Cũng trong buổi chiều, Quốc hội đã dành nhiều thời gian thảo luận về quyền gia nhập công đoàn của lao động là người nước ngoài, về hệ thống tổ chức và tên gọi của công đoàn các cấp. Chiều 25 tháng 5 tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã tiếp Hoàng tử Alfred của Công quốc Liechtenstein đang có chuyến thăm Việt Nam với tư cách là Chủ tịch Hội đồng Tư vấn Quỹ Hòa bình Quốc tế. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cảm ơn tình cảm cũng như sự ủng hộ của Hoàng tử Alfred đối với nhân dân Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Thủ tướng nhấn mạnh, chính sách đối ngoại nhất quán của Việt Nam là độc lập, tự chủ, hợp tác cùng phát triển, hội nhập sâu rộng với cộng đồng quốc tế, cạnh tranh bình đẳng cùng có lợi. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng hoan nghênh Hoàng tử Alfred đến Việt Nam để quảng bá cho hình ảnh đất nước và con người Việt Nam với cộng đồng quốc tế. Đặc biệt là tham dự công tác chuẩn bị cho chuỗi sự kiện, những cầu nối, đối thoại hướng tới văn hóa hòa bình lần thứ tư do Quỹ Hòa bình Quốc tế và các cơ quan liên quan tổ chức sẽ được diễn ra tại Việt Nam từ tháng 11 năm 2012 đến tháng 4 năm 2013. Trong đó có việc đưa các nhà khoa học đạt giải Nobel đến Việt Nam tham gia giảng bài, nói chuyện với các nhà khoa học và sinh viên Việt Nam. Hoàng tử Alfred bày tỏ vui mừng được sang thăm đất nước Việt Nam tươi đẹp và chứng kiến những thành tựu to lớn trên mọi mặt mà Việt Nam đạt được trong sự nghiệp xây dựng và phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Cho biết, mục đích chuyến thăm nhằm thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác trên các mặt giữa Việt Nam và Công quốc Liechtenstein, đồng thời quảng bá về hình ảnh đất nước và con người Việt Nam tới cộng đồng quốc tế. Hoàng tử Alfred khẳng định luôn ủng hộ các hoạt động hợp tác phát triển của Việt Nam, nhất là hợp tác trên lĩnh vực giáo dục đào tạo. Cũng trong chiều 25 tháng 5 tại trụ sở Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã tiếp đại sứ Ấn Độ Ranjit Rae tới chào xã giao và tiếp đại sứ Hungary Vizi Lazio tới chào từ biệt nhân kết thúc nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam. Tiếp đại sứ Ấn Độ Ranjit Rae, Chủ tịch Quốc hội bày tỏ vui mừng trước những bước phát triển nhanh chóng trong quan hệ hai nước kể từ khi Việt Nam và Ấn Độ thiết lập quan hệ đối tác chiến lược năm 2007, ngày càng đi vào chiều sâu, hiệu quả trên nhiều lĩnh vực. Chủ tịch Quốc hội khẳng định Việt Nam mong muốn ngày càng nhiều doanh nghiệp Ấn Độ đầu tư sang Việt Nam hơn nữa. Việt Nam sẵn sàng tạo môi trường đầu tư và điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp Ấn Độ làm ăn tại Việt Nam. Chủ tịch Quốc hội tin tưởng ngài đại sứ với kinh nghiệm, sự nhiệt tình và tình cảm với Việt Nam sẽ có những đóng góp thiết thực vào các mặt hợp tác của hai nước, trong đó có hợp tác giữa cơ quan lập pháp ngày càng phát triển tốt đẹp, đáp ứng mong muốn của nhân dân hai nước. Bày tỏ vui mừng được gặp gỡ Chủ tịch Quốc hội, đại sứ Ấn Độ Ranjit Rae cho rằng trong những năm gần đây, quan hệ hợp tác giữa hai nước đang phát triển mạnh mẽ trên mọi lĩnh vực kinh tế, quốc phòng, an ninh. Hàng năm hai nước đều có các hoạt động trao đổi đoàn cấp cao. Đại sứ cũng cho biết Ấn Độ cũng mong muốn hợp tác với Việt Nam trên các lĩnh vực lâm sản, khai khoáng, tài chính, ngân hàng. Ấn Độ sẽ tiếp tục hỗ trợ mạnh mẽ việc phát triển nguồn nhân lực đối với Việt Nam, nhất là trong lĩnh vực công nghệ thông tin. Tiếp đại sứ Hungary Vizi Lastio, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đánh giá cao những nỗ lực của ngài đại sứ trong nhiệm kỳ công tác vừa qua, góp phần tích cực vào phát triển quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt giữa hai nước và thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai quốc hội. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng mong muốn, dù trên bất kỳ cương vị công tác nào, ngài đại sứ sẽ tiếp tục gắn bó với Việt Nam, góp phần tích cực trong việc củng cố và phát triển hơn nữa quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác tốt đẹp giữa hai nước nói chung và quan hệ hợp tác giữa hai cơ quan lập pháp hai nước nói riêng. Dành những tình cảm tốt đẹp cho đất nước và con người Việt Nam, đại sứ Vizi Lastio cho biết, trong thời gian qua, quan hệ giữa quốc hội hai nước đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng, đặc biệt là các chuyến thăm cấp cao. Việt Nam và Hungary đều đã thành lập nhóm nghị sĩ quốc hội, có vai trò nòng cốt trong việc thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa cơ quan lập pháp hai nước.